Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với buổi highlight diễn biến trận đấu hay nhất của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Ván đấu ngày hôm nay tôi xin đưa đến quý vị và các bạn chính là cuộc đại chiến Vương Trịnh, chung kết của Thượng Hải Bôi, Tượng Kỳ Đại Sư năm 2022. Vượt qua 22 kỳ thủ hàng đầu, cuộc họp thượng đỉnh được hàng triệu khán giả mong chờ đã được thiết lập trên nóc tòa nhà cao ốc số 1 Trung Quốc, được ví như đỉnh quang minh của thế kỷ 21. Với chênh lệch Elo chỉ còn 6,9 điểm, còn gì tuyệt vời hơn cho xuyên thục thiếu hiệp cùng các fan hâm mộ Anh nếu kích bại Vương Thiên Nhất. Qua đó, Đắc Lĩnh 30 vạn tệ, đăng quang rực rỡ cùng Tuế Nguyệt. Hai lần gần đây nhất, Trịnh Dũng Mãnh vượt qua Vương ở Bích Quế Viên Bôi 2021, chém gục đối thủ tại Nam Bắc đối kháng 2022. Ngày hôm nay thuận lợi bốc thăm được màu quân đi tiên, thực sự muốn hoàn thành cú hat-trick, sau đó chính thức giành giải thưởng lớn, sở hữu vị trí số 1 trên bảng anh hùng Trung Nguyên. Nhưng đối thủ của anh ta là ai cơ chứ? Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất, tượng đài kiêu hãnh nhất trong vòng 5 năm đổ lại đây của kỳ đàn Trung Hoa, chiến thần muôn người ngưỡng vọng, chưa bao giờ là một con người đơn giản. Tân huấn luyện viên Hàng Châu Kỳ Đội, đương kim vô địch thế giới, thân trải ngàn trận, lưỡi đao vấy máu muôn vạn hùng binh, trăm viên đại tướng đảm lược đầy mình. Hai ván thua gần đây trước Trịnh Duy Đồng chắc chắn không thể làm Vương gia nản chí. Những thất bại đó đơn giản sẽ chỉ làm Thiên Nhất bá khí hơn, hùng tâm hơn, khát khao chiến thắng hơn trước đối thủ mà thôi. Kính mời quý vị đón xem highlight trận siêu kinh điển, đại chiến đỉnh cao trị giá hàng tỷ đồng này. Pháo 2 bình 5, mã 8 tấn 7, mã 2 tấn 3, xe binh 7 tấn 1, chủ động đục binh 7, đưa vào hình thất binh đối công, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2, pháo 2 tấn 4, thông thường bên xanh đến đây đi, mã 2 tấn 3, bên đỏ có thể đi, xe 2 tấn 6 hình thành bố cục thông thường, tuy nhiên Vương Thiên Nhất đã quyết định đi pháo 2 tấn 4, tấn công vào top 3 mà không lên ngựa. Xe 2 tấn 4. Vật đang bắt voi, buộc phải treo voi. Và mã 2 tấn 3. Đến đây Trịnh hoàn toàn có thể đi mã 8 tấn 7, sau đó xe 9 bình 8. Tuy nhiên, anh lựa chọn bố cục pháo 8 bình 7. Ý đồ đe dọa vào trục dọc, tấn công vào con mã yếu của Vương Thiên Nhất. Voi 3 tấn 5, ngăn cản đường binh 7 tấn 1. Vẫn tiếp tục binh 7 tấn 1. Ăn voi lên, mã 9 tấn 7. Mời đổi, ăn. Và xe 9 tấn 1. Ý đồ hoành sang lộ 4, hoành sang lộ 2, hoặc hoành sang lộ 6 nếu thấy cần thiết. Sĩ 4 tấn 5 và pháo 7 tấn 1. Đến đây nếu như bên đen lựa chọn phương án 2, pháo 9 bình 7, chúng ta hãy cùng chờ xem. Ăn, vật, chuyển sang 4. Đang dọa tiến bắt cây, đang dọa tiến xe 4 tấn 2 bắt cây, buộc phải quật pháo sang. Chọc xuống, treo mã biên, lao ngựa lên, xe 1 bình 4 và pháo 5 bình 3. Vương chết tựa hoặc chết ngựa sẽ thua trong hình cờ này, thưa quý vị khán giả và các bạn. Đó chính là lý do tại sao bên đen không đi pháo 9 bình 7 như một số khán giả trên Thăng Long Kỳ Đạo đề nghị phân tích. Chúng ta đi vào thực chiến ban đầu. Ăn pháo, ăn ngựa lên, xe 1 bình 4 và xe 9 bình 2. Tấn công vào con ngựa 8, lao ngựa lên, cũng đi mã 7 tấn 6 và mã 7 tấn 6. Đến đây các bạn thấy là bên đỏ đang có ưu thế về khai cuộc, có hai cánh ngựa rất đẹp, con pháo khỏe. Điểm yếu của bên đỏ đó là kém binh 3 và kém binh 7 mà thôi. Ấn xe lên, bắt tượng, buộc phải pháo 9 binh 7, bắt xe, buộc phải xe 4 bình 6, không thể xe 4 bình 5 được.
Vâng, ba nước pháo ghim cầy rất hay của Trịnh Duy Đồng. Đến đây, hàng ngàn khán giả trên Thăng Long Kỳ Đạo đang hò reo và nghĩ rằng ngay cả tôi và anh Cường đều nghĩ rằng đến đây là bên đỏ ưu thế tuyệt đối. Nhưng không, có một người không nghĩ thế, đó là ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Binh năm tuần 1, một nước cờ cởi đường cho ngựa lao lên, rất hay. Phương án 2, phương án mà máy tính đề xuất có thể đi sĩ 4 tấn 5, duy trì ưu thế. Mã 3 tấn 5, chọc bắt binh 7 tấn 1, ăn ngựa, ăn tốt 3, treo tượng. Tại sao phải treo tượng? Đang bắt tượng, nếu về tượng sẽ mở đường cho mã 6 tấn 8 tấn công rất nguy hiểm. Do vậy nước treo tượng này là buộc phải đi. Sau đó ăn nỗ tốt, binh 6 tấn 1, pháo 4 thoái 2, duy trì vị trí ghim cây. Đến đây cờ đỏ hơn một tốt biên, và cờ đỏ đến đây là ưu thế, thưa quý vị khán giả các bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại thực chiến ban đầu. Trịnh đến đây là quyết định đi xe 2 tấn 4 nhằm ép mã 3 tấn 5 đến từ Vương Thiên Nhất. Nhận thấy đối thủ mong muốn mình đi mã 3 tấn 5, sau một hồi suy nghĩ, Vương đi mã 3 tấn 5. Và chiều lòng anh em, nước cờ chiều lòng bạn thôi đến từ Vương Thiên Nhất. Xe tấn 1, binh 7 tấn 1, ăn. Và xe 5 binh 3. Một nước cờ có thể nói là sai lầm rất lớn đến từ Trịnh Duy Đồng. Thưa quý vị khán giả và các bạn, đến đây Vương Thiên Nhất đang nhẫn nhịn từ đầu đến giờ đã quyết định ra đòn lao ngựa bắt xe. Nếu ăn xe, ngựa ăn xe, cờ này thì tốt biên ở trong mồm pháo. Con pháo ăn xe xong phải chạy, có tốt sang sông, xanh sẽ chiếm như thế, thưa các bạn. Do vậy không thể dùng pháo quật xe được. Chuyển xa, đến đây có một nước cờ rất đơn giản, thưa quý khán giả và các bạn. Máy tính đề xuất phương án chuyển xe sang bắt ngựa, ăn ngựa, tiến bắt tốt đầu, giật về giữ binh 5 tấn 1. Đến đây là tàn này là tàn ưu thế dành cho Vương Thiên Nhất. Và tất cả mọi người đều nghĩ anh ta sẽ chọn phương án này. Tuy nhiên, Vương Thiên Nhất không nghĩ thế, thưa quý khán giả và các bạn. Máy tính nghĩ là nên bắt lại ngựa. Mọi người nghĩ nên bắt lại ngựa. Các bình luận viên nghĩ nên bắt lại ngựa. Nhưng Vương Thiên Nhất đi nước cờ mà như tiêu đề của bài bình luận này, đó là nước cờ cảm tính, nước cờ của kỳ tài, nước cờ mà độ sâu của máy tính không thể chạm đến được. Nói đến câu độ sâu của máy tính không thể chạm đến được, ở trong cờ tướng thì có Vương Thiên Nhất, và ở trong cờ vua thì có Manu Carlsen, kỳ thủ nổi tiếng người Na Uy. Thiên tài Kasparov, cựu vô địch thế giới, đã nói về Carlsen như sau: Carlsen là người có thể đi nước cờ mà độ sâu máy tính vĩnh viễn không thể chạm đến được, thưa quý vị khán giả và các bạn. Và đó liệu chăng có phải nước cờ phế mã hay không? Tốt 6 bình 7 đang bắt pháo lên sĩ, choảng tượng ngay, thưa các bạn, lao con ngựa vào hiểm địa, đồng ý cho đối phương đi xe 2 thoái 4, bỏ không con ngựa này. Đó là nước cờ của Vương Thiên Nhật. Sau một chút ngỡ ngàng, Trịnh nhẹ nhàng đi xe 2 thoái 4. Pháo 7 tấn 2 đuổi quân của đối phương về phòng tuyến. Ấn xe bắt tốt đầu. Đến đây Trịnh đi mã 7 thoái 6. Tuy nhiên máy tính có thể đề xuất phương án mã 7 tấn 8. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Nếu mã 7 tấn 8, mã 7 tấn 8, binh 5 tấn 1 dùng pháo bắt ngựa, mã 8 tấn 7 chuyển xe bắt xe. Các bạn lưu ý, nếu ăn xe lên, ném mã chiếu ăn về ngay, duy trì vị trí hơn cây thắng chắc. Nước xe 6 bình 8 này cực sâu, buộc phải ăn ngựa. Bây giờ mới là bắt xe, xe lại buộc phải bình 3. Binh 7 tấn 1, xe 3 buộc phải thoái 2. Binh 5 tấn 1, và tuy hơn cây nhưng các bạn có thể thấy con xe của Trịnh Duy Đồng đã bị giam cứng trở lại, thưa các bạn. Nếu phóng pháo tấn công sẽ là tốt 5 bình 6.
cảm giác con xe này vĩnh viễn không thể ra nổi cậy. Các bạn chú ý, đó chính là lý do mà Trịnh Duy Đồng không nhảy mã 7 phần 8 như quan điểm của chúng ta. Thực chiến Trịnh đi, thoái ngựa về những tốt đầu, ăn tốt biển, quật xa, đá tốt vào, lao ngựa lên, giật pháo 7 thoái 2, đang dọa nước cờ pháo 7 bình 9 bắt chết vào. Thưa quý khán giả các bạn, đến đây thì Trịnh đã đi nước cờ sai lầm, đó là mã 7 tấn 5, đỏ vẫn có thể chống cự được mặc dù vẫn hơi lép bằng nước cờ này. Nước cờ mà tôi đã đề xuất trong thực chiến. Xe 2 bình 6, chúng ta cùng chờ xem diễn biến của nước cờ này. Ăn tốt đầu, ấn đấu, đóng pháo vào đầu. Vâng, với hình cờ này thì kém 1 binh, 2 binh, 3 binh, 4 binh, gãy một con tựa. Thì cái hình cờ này thì vẫn có khả năng, nếu đỡ dẻo Trịnh Duy Đồng vẫn có thể đỡ hòa được thưa các bạn, nhưng sẽ cực kỳ khó khăn. Có lẽ anh nhận thấy điều đó và đi tượng 7 tấn 5. Khi lên con tượng này, ý đồ là nếu pháo 7 bình 9 sẽ là thoái tượng về. Nếu pháo 7 bình 9, thoái tượng về, giữ pháo. Tuy nhiên khi lên con tượng này thì phía cánh trái của Trịnh Duy Đồng sẽ bị hở. Đây là cái điểm yếu của việc gãy một con tượng thưa quý khán giả các bạn. Tượng 7 tấn 5 ăn xe vào, lao ngựa lên, giật xe về, thoái mã về, một vài nước đi lấy cờ giấy giờ của Trịnh Duy Đồng, bởi vì con mã không thể bắt con xe được, phạm luật trường trong. Anh ta buộc phải đổi biến, chuyển xe bắt pháo, bắt tựa. Ở trung ý của Vương Nhất rồi, chạy 10 ngày sơi tựa. Nếu sơi tựa, xe 5 tấn 1 rất nguy hiểm bắt pháo. Nếu pháo chạy, nếu quay chạy đâu đó, thưa các bạn, ví dụ chạy đâm chiếu về ngựa, chạy xe bắt ngựa, cờ này Trịnh Duy Đồng không thể đỡ được thưa quý vị khán giả các bạn. Đó chính là lý do mà không thể ăn tượng được. Về lại về voi, sau khi con lên con voi lại đi về, cô đi cô lại về, nhưng cô không đi trong gió, cô chẳng về trong mây. Nước cờ mang tính chống chế đến từ Trịnh Duy Đồng. Và đến đây Vương Thiên Nhất đi xe 5 bình 8, Trịnh chọn phương án pháo 1 thoái 1. Ở đây thì tôi thấy là có một nước cờ, đó là mã 6 tấn 7 xông ngựa lên thì sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Mã 6 tấn 7 đóng vào đầu, đang bắt cục, phải đá pháo ngăn đàn cả lại, che mặt xe, đang dọa cục xe 8 tấn 3 buộc phải ngăn lại. Binh 5 tấn 1 đang dọa ra đầy chiếu chết cây, rất nguy hiểm. Và đến đây thì Trịnh đã sai lầm chọn phương án pháo 1 thoái 1, một sự chống cự mang cái tính tương đối là yếu hơn. Đóng pháo vào đầu đang bắt cục, chuyển pháo bắt voi bắt cục, đồng thời giữ cục thưa các bạn, treo biên, lao ngựa lên. Các bạn nhìn thấy Trịnh đang tìm cách lao con ngựa vẫy vùng lên để có thể lao ngựa lên quấy phá vào phòng tuyến của đối phương. Nhưng với hai con tốt này, các bạn đã biết là người ta có câu là nhất tốt độ hà thì bán xa chi lực, một con tốt sang sông thì bằng nửa con xe, hay là có một câu là nhất tốt thì sang hà thì bằng nửa con ngựa thưa các bạn. Và đến đây thì Vương Thiên Nhất có thậm chí đến hai con tốt sang sông và một con tốt dự bị. Chúng ta cùng chờ xem. Giật xe về giữ, không cho la mã lên, nếu binh 5 tấn 1 sẽ là mã 7 tấn 5. Giật pháo về giữ cục thủ trước, binh 5 tấn 1. Các bạn thấy con ngựa không còn đường đi luôn, cực kỳ quằn quại. Chưa kể nước cờ này đang dọa pháo tốt 5 bình 4 chiếu tướng sát chết con ngựa này. Chỉ hơn một con ngựa, đương nhiên Trịnh Duy Đồng tìm cách vẫy vùng, xuất tướng bắt. Ở đây Trịnh Duy Đồng chọn phương án thoái mã về 6, nhưng nếu thoái mã về 8 thì sao? Chúng ta hãy xem. Ấn xe xuống bắt tốt, thúc tốt, đá tốt vào. Và qua khó, ngựa không có đường đi. Cờ này cũng là cờ chờ giờ thưa quý khán giả các bạn. Do vậy mà Trịnh Duy Đồng chọn phương án 1, thoái ngựa về, thúc tốt, lại chạy, đà sang, lại chạy. Vâng, con tốt này nó đi một mạch sang, nó bắt con ngựa cứ chạy, con tốt cứ đi, và càng đi thì càng đến chiến thắng. Binh 6 tấn 1
đến đây thì quá khó cho Trịnh Duy Đồng rồi. Chỉ còn vài chục giây thôi. Với cái hình cờ này thì tôi nghĩ là có thể buông cờ được, nhưng với bản tính của Trịnh Duy Đồng, một phần là đấu với đối thủ không đội trời chung, hai là với bản tính lầy lội của mình, anh ta sẽ cố gắng chống cự bằng mọi giá. Mã 7 tấn 5 đang dọa bộ chiếu chiếc xe thưa các bạn. Tốt 6 bình 7 chiếc xe, nếu đề xe vào, kê phá vào đầu chiếu, lao ngựa bắt xe, gắng ngượng chống đỡ. Xe 6 tấn 1 trích đi phương án 1, lao lên 5, bắt và buông cờ. Ở đây nếu như ăn về thì sao? Ăn về chúng ta tìm ăn chiếu lên sĩ, điềm đạm pháo 5 bình 1. Cờ này thì các bạn có thể thấy kém 1 tốt, 2 tốt, 3 tốt, gãy 1 tượng, xe pháo húp cháo và kém nốt tốt này sẽ thua, và như kiểu bị bóp nghẹt, càng ngày càng hết oxy càng chết, hay nói cách khác là hết máu là chết thưa quý khán giả các bạn. Và các bạn thấy một cái ván đấu mà một cái sai lầm rất nhỏ trong chung cuộc của Trịnh Đồng đã bị Vương Thiên Nhất khai thác triệt để, và cuối cùng Trịnh Duy Đồng đành chấp nhận thất bại trong cay đắng. Xin mời các bạn theo dõi lại thực chiến ván đấu này từ đầu để xem tuyệt phẩm của Vương Thiên Nhất, từ khai cuộc lép cho đến chung cuộc, cho đến khuếch đại ưu thế và giành chiến thắng. Thưa các bạn, chúng ta hãy cùng dành thời gian xem lại một lần nữa. Tôi sẽ tua nhanh thôi. Và một tuyệt phẩm phế mã có phải không ạ? Một pha phế mã đỉnh cao, khẳng định vị trí số 1 và lấy 1 tỷ 2 tiền Việt Nam. Với chiến thắng này, Vương Thiên Nhất đã đẩy điểm Elo của mình lên con số kỷ lục mới là 2.777,2 điểm, cách biệt 20 điểm với chính xuyên tục thiếu hiệp. Quan trọng nhất là loại tinh lai khách đắc lĩnh giải thưởng lên tới 30 vạn nhân dân tệ, quyết tiếp tục khẳng định vị trí độc tôn của mình trên bảng xếp hạng mới nhất của kỳ đàn Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Rất mong các bạn tặng một nút like, một nút đăng ký kênh và hơn hết là tình cảm, sự ủng hộ, động viên và cổ vũ trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình khác.